Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình lại gặp một cái giao diện khác của một cái kênh. Đấy, nó như thế này. Đấy. Thì đây cũng là bên nó cũng rất tương tự nhau, mình cứ chia làm hai phần. Phần đầu tiên là phía bên tay trái của các bạn, nó là các phím chức năng. Các chọn chức năng để các bạn giao dịch này, như nạp tiền điện thoại này, nạp taxi internet này, banh này, nạp trò chơi này, tiền điện tử này, rồi các phục vụ khác. Đấy. Bên này là các cái phục vụ mà nó hay được người ta sử dụng. Ở đây trên đây có ba loại tiếng: tiếng Ukraine, tiếng Nga và tiếng Anh. Đấy, mình thì mình quen tiếng Nga, nhưng các bạn ở bên đây các bạn dùng tiếng U cũng được. Đấy. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy luôn đấy. Đây cũng là một biểu tượng của PrivatBank, các bạn nhìn thấy tên PrivatBank ngay đây luôn. Nhưng cho các bạn dễ nhất thì các bạn cứ vào trong các cái phím chức năng, các bạn nhìn chữ Banky, các bạn kích vào Banky. Banky nó sẽ ra đấy, Banky. Đấy. Khi Banky này nó sẽ ra thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nó có rất nhiều các bạn, nhiều bank. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến PrivatBank của chúng ta. Đấy, ấn phím tiếp tục hoặc quay trở lại. Đấy. Đây, PrivatBank ngay đây luôn. Đấy. Đấy, click PrivatBank. Bây giờ các bạn nhập mã thẻ của mình vào. Đấy. Nhập mã thẻ của mình vào. Đấy. Thế sau đó là thực hiện các bước tương tự. Nhập mã thẻ, xong nhập số điện thoại của các bạn. Sau đó là các bạn đút tiền vào đây. Sau đó là lấy tiền ở bên tay trái. Đấy. Chiếc, nhận chiếc. Đấy. Thế thôi.